toàn cảnh của Canberra mùa thu. Nhìn xuống đẹp ghê.
sẽ quay một cây cận cảnh nha. Đây, một bạn đang đổi màu, quay cận vô coi cái lá nè. Trên cái cành có ba màu luôn á, ba bốn màu luôn. Cây này lá nó bự dữ sợ. Thương ghê không? Bên đây là vàng. Rụng ở dưới đất nè. Trên cây có màu xanh, lá cây màu vàng, màu cam, màu đỏ, đủ thứ màu luôn, rất là đẹp luôn ha. Đây, cây này thì chưa có chuyển màu nhiều bằng cây đó. Cái cây đó chuyển nhiều rồi, cây này còn xanh nhiều nè. Đó, đầu tiên là nó xanh ha, sau bắt đầu nó sẽ đổi màu đậm 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 rồi chuyển qua đỏ. Đó, một cây thôi mà mấy màu luôn, đẹp chưa? Thu ở Úc đẹp lắm. Bên kia đường cũng đỏ rực kìa. Đó, nhìn ở đây chưa, đỏ rực luôn. Đi lên đó quay cái cây đỏ đỏ đó nữa nha. Wow, đẹp quá. Ở đâu cũng lá đổi màu hết á, đẹp lắm. Ở đây thì bị ngược nắng rồi. Đó, mấy cái cây nó cũng giống như cái cây mình mới vừa quay vậy đó. Nó cũng đỏ đỏ như nè. Đó, nhưng mà do nó ngược nắng thôi. Đó, nó cũng giống như vậy đó. Đẹp ghê chưa? Giờ đi lên quay cái cây đỏ kia nha. Ôi, đẹp quá ha. Thời tiết hôm nay khá là đẹp luôn, không một gợn mây luôn. Ở đây là trăng nè, đó, mặt trăng đó. Rất là đẹp luôn á, không một gợn mây, trong xanh luôn. Và đây là bạn màu đỏ, nhưng mà rất tiếc là đang bị hàng rào của cái công trình ha. Nên mình cũng đứng sát bên đây luôn rồi nè. Chuyển màu đỏ dễ sợ. Lá rất là bự luôn á. Đây nè. Cái lá vàng nè, cưng dễ sợ chưa? Vàng đỏ rụng đầy dưới đất luôn. Trời, cái màu nó cưng dễ sợ ta ơi. Bên kia có vẻ là nắng nhiều hay sao, nó đỏ nhiều, bên này vẫn còn xanh nè, một cái cây của nó luôn á, mấy màu luôn. Cây cũng bự. Dưới đất rụng.
nè. Còn không biết sao mà bên này cái cây này nó, mấy cây này nó đỏ rực rỡ luôn nè, nhưng mà nó mắc dính cái hàng rào rồi, không có quay được hết. Đỏ rực luôn, đẹp ghê không, rực rỡ luôn á đó. Đó nguyên dãy luôn.